Hoài Sa và Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của VIETV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thi Nhung. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin Việt Nam là các bản tin cho biết ngày tri ân về cha mẹ. Nhóm thiện nguyện Sen Vàng đã tổ chức tiệc ngày tri ân cha mẹ lần đầu tiên vào lúc 4 giờ chiều ngày 6 tháng 5 năm 2018 tại Collegeville Presbyterian Church thuộc thành phố Silver Springs, Maryland. Nhóm thiện nguyện Sen Vàng là một tổ chức vô vị lợi được thành lập vào tháng 9 năm 2014 với mong muốn hỗ trợ người Hoa Kỳ gốc Việt lớn tuổi những nhu cầu thiết yếu bao gồm cả chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần để giúp họ có cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Với hơn 50 tình nguyện viên đã tất bật chuẩn bị sắp xếp bàn tiệc thức ăn vô cùng phong phú do các tình nguyện viên nấu. Và điều đặc biệt hơn là các cụ sẽ được đón và đưa đến tận nhà. Chương trình bắt đầu vào lúc 4 giờ 15 phút với phần giới thiệu và cảm ơn các cơ quan chính phủ và tổ chức, cũng như các mạnh thường quân đã ủng hộ cho ngày tri ân cha mẹ. Chị Thơ Trần, giám đốc của nhóm thiện nguyện Sen Vàng, có đôi lời phát biểu và cảm ơn mọi người. Sau đó là phần văn nghệ của các thiện nguyện viên nhóm Sen Vàng và các em nhỏ. Chương trình kết thúc vào lúc 5 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Bản tin tiếp theo có liên quan đến vụ việc cố vấn gốc Việt của Thủ tướng Slovakia liệu có liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh hay không? Thưa quý vị, truyền thông của Slovakia hôm ngày 7 tháng 5 cho biết, ông Lê Hồng Quang, một cố vấn gốc Việt của cựu Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người được hứa hẹn bổ nhiệm làm đại sứ nước này tại Hà Nội, là một trong 4 giới chức của Slovakia có mặt trong cuộc họp với các đối tác Việt Nam tại khách sạn Boric ở Bratislava, thủ đô của nước này, 3 ngày sau khi diễn ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Thông tin trên đưa ra giữa lúc báo chí trong nước cho hay, ông Thanh bất ngờ rút kháng cáo kêu oan về án 14 năm tù và chung thân của mình ngay trước khi diễn ra phiên xử phúc thẩm vào ngày 7 tháng 5. Nguyên nhân được truyền thông trong nước đưa ra là vì lý do sức khỏe. Trong khi luật sư Nguyễn Văn Quỳnh, người bào chữa cho ông Thanh cho biết, ông Thanh không hề có vấn đề về sức khỏe. Đồng thời cho biết thêm, ông Thanh quyết định không kháng án bắt đầu từ hôm nay và cũng quyết định rút lui khỏi một phiên kháng án nữa sắp tới trong năm. Thưa quý vị, dòng thánh Phaolô phản đối công trình xây dựng ở số 5 Quang Trung, Hà Nội. Các nữ tu dòng thánh Phaolô vào hôm 8 tháng 5 đã phản đối việc một chủ đầu tư khởi động lại công trình xây dựng tại một khu đất ở trung tâm Hà Nội. Hội dòng này khẳng định họ có đầy đủ giấy tờ để chứng minh khu đất này thuộc về họ. Nữ tu Teresa Nguyễn Thị Tú cho biết, vào ngày 8 tháng 5, một nhóm người đã đưa máy móc vào khu đất tại địa chỉ số 5A, 5B Quang Trung ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các nữ tu của hội dòng cùng với giáo dân đã phản đối hành động này. Đáp lại, nhóm người kia đã có những hành vi côn đồ, quấy nhiễu và thậm chí là hành hung các nữ tu và giáo dân. Sơ Teresa cáo buộc rằng trong nhóm người này có dân xã hội đen đã được thuê. Các công an viên có mặt tại hiện trường đã đẩy các sơ ra và thậm chí có những người dân vì bất bình nâng đỡ cho các sơ đã bị các công an viên này văng tục và chửi bới. Đồng thời đã để cho xã hội đen và chủ đầu tư mang dụng cụ vào. Sau khi chủ đầu tư đã mang hết dụng cụ vào mảnh đất, thì công an lên xe và bỏ đi. Bản tin tiếp theo cũng có liên quan đến dòng thánh Phaolô tại số 5 Quang Trung, Hà Nội. Thưa quý vị, khu đất số 5 Quang Trung, Hà Nội rộng chừng 200m² đã có tranh chấp kéo dài nhiều năm nay. Hội dòng cho biết họ vẫn còn giữ các văn bản về quyền sở hữu, cho thuê bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp. Trước đây vào tháng 12 năm 1954, một cơ quan y tế của chính quyền Cộng sản Việt Nam đã thuê nhà của hội dòng và từ đó đến nay, những nhà và đất này không được trả lại cho chủ cũ. Sau đó, một phụ nữ có tên là Trần Hương Ly tự nhận là chủ sở hữu mảnh đất với giấy chứng nhận sử dụng đất do nhà nước cấp, thường gọi là sổ đỏ và cả giấy phép xây dựng. Cách đây gần 2 năm vào hồi cuối tháng 7 năm 2016, khi bà Ly chuẩn bị xây dựng nhà trên khu đất, các nữ tu dòng thánh Phaolô Hà Nội đã phản đối bằng cách cầu nguyện hàng ngày tại địa điểm đó. Hành động của các nữ tu đã dẫn đến việc Ủy ban Nhân dân của quận Hoàn Kiếm ra thông báo yêu cầu bà Ly tạm dừng thi công. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân của quận Hoàn Kiếm lại cho phép chủ đầu tư khởi công lại mà không hề có một thông báo nào đến các sơ của hội dòng. Một nữ tu tên Teresa Nguyễn Thị Tú cho biết dòng thánh Phaolô đang cân nhắc làm việc với các luật sư Việt Nam và quốc tế để đưa vụ việc tranh chấp này ra tòa. Thưa quý vị, Canada ra kết luận điều tra về khớp nối ống của Việt Nam. Cơ quan biên phòng Canada gọi tắt là CBSA vừa đưa ra kết luận cuối cùng giữ nguyên mức thuế chống phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm khớp nối ống bằng đồng của Việt Nam,
Quyết định này sẽ được công bố chính thức vào cuối tháng này. CBSA xác định mức độ biên độ trợ cấp, biên độ bán phá giá đối với các công ty xuất cảng của Việt Nam là 30.6% và 159%. Trong một thông báo vào tháng trước, cơ quan này cho biết Tòa án Thương mại Quốc tế Canada CITT đang tiếp tục điều tra khiếu nại về việc gây tổn hại cho ngành công nghiệp trong nước và sẽ đưa ra quyết định vào ngày 25 tháng 5 năm nay. Mức thuế tạm thời sẽ tiếp tục được áp dụng cho đến khi CITT kết thúc điều tra và đưa ra kết luận. Được biết, CBSA bắt đầu tiến hành điều tra các sản phẩm khớp ống nối bằng đồng được nhập cảng từ Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái, sau khi nhận được tố cáo từ một nhà sản xuất trong nước, đó là công ty Cello Products, có trụ sở ở Cambridge, Ontario. Công ty này cho biết đã phải chịu thiệt hại nặng nề trong kinh doanh vì tác động của các sản phẩm bán phá giá nhập từ Việt Nam. Trong khi đó, thì có hai người gốc Việt đã bị bắt vì trồng cần sa trong nhà. Có hơn 1.400 cây cần sa đã bị tịch thu và hai người đàn ông gốc Việt đã bị bắt trong vụ khám xét một căn nhà nằm về phía tây của Twin Cities, tiểu bang Minnesota. Cảnh sát trưởng tại đây cho biết, lần đầu tiên nhìn thấy hệ thống trồng cần sa tinh vi như vậy trong suốt 25 năm công vụ. Cuộc bố ráp xảy ra vào lúc vào khoảng 11 giờ sáng thứ Năm ngày 3 tháng 5 tại căn nhà ở đường Mercia Street tại thành phố DeSalle. Được biết, DeSalle là một thành phố nhỏ, chỉ có gần 2.000 dân sinh sống. Cảnh sát cho hay, các cây cần sa đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Có tất cả 1.433 cây cần sa đã bị tịch thu từ các nhà này cùng với nhiều món đồ dùng vào việc trồng cần sa. Hai người bị bắt bao gồm ông Trọng Brandon Lee, 45 tuổi, cư dân của thành phố Brooklyn Park, ông Bảo Quốc Hình, 37 tuổi, không rõ nơi cư trú. Quyết định của Sở Giáo dục thành phố Sài Gòn gây tranh cãi. Thưa quý vị, vào tuần trước, truyền thông Việt Nam cho biết giáo sư Việt Kiều Trương Nguyễn Thành đã rời Đại học Hoa Sen về lại Hoa Kỳ sau khi Sở Giáo dục thành phố Sài Gòn ra quyết định và cho rằng giáo sư người Mỹ gốc Việt này không đủ kinh nghiệm để làm hiệu trưởng, mặc dù hội đồng quản trị của nhà trường đã tín nhiệm và bầu ông. Vào hôm 6 tháng 5, giáo sư Thành cho biết ông đang bay trở lại Việt Nam vì quyết định gây tranh cãi này. Giáo sư Vũ Hà Văn ở Đại học Yale nhận định giáo sư Thành về khả năng và thành tích nghiên cứu hơn hẳn các giáo sư ở Việt Nam rất xa. Ông đã làm hiệu phó một thời gian và được ban quản trị của trường tín nhiệm với số phiếu cao. Tương tự, tiến sĩ Đàm Quang Minh thuộc Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ nói rằng giáo sư Thành rất phù hợp nếu xét theo tiêu chuẩn để trở thành hiệu trưởng đại học tại Hoa Kỳ. Tiến sĩ Lê Viết Khuyến thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam nhận định rằng cơ quan quản lý nhà nước nên có thay đổi tư duy vì nếu chỉ bám theo những quy định cứng nhắc thì thiệt thòi cho giáo dục Việt Nam. Ông Khuyến cũng nhấn mạnh cần phải sửa luật hoặc là trình cơ quan cấp cao hơn để có hướng giải quyết đối với những trường hợp đặc biệt như thế này. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho hay về việc Việt Nam không có tàu cá đánh bắt lậu trong năm nay. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng sản Việt Nam Vũ Văn Tám cho biết như vậy vào ngày 5 tháng 5 vừa qua. Ông này nói rằng sau khi Âu Châu cảnh báo thẻ vàng Việt Nam vì những vi phạm đến nguyên tắc IUU, phía Việt Nam đã đề xuất sửa đổi luật về thủy sản, ban hành một thông tư cấm đánh bắt bất hợp pháp, sẽ có hiệu lực vào năm 2019. Ông Vũ Văn Tám đã nói thêm rằng chính quyền địa phương cũng đồng thời quản lý và giám sát các thuyền đánh cá xa bờ, trong khi nâng cấp các cảng đánh cá đạt tiêu chuẩn của Âu Châu. Trong chuyến làm việc vào tháng 5, phái đoàn của Ủy ban Âu Châu cũng sẽ kiểm tra các biện pháp ngăn chặn IUU ở các vùng địa phương của Việt Nam. Sau khi kiểm tra, Ủy ban Âu Châu sẽ có quyết định cuối cùng về việc có rút thẻ vàng đối với Việt Nam hay không. Được biết, IUU là chương trình chống các loại hoạt động đánh bắt cá hải sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý. Giá xăng dầu lại tiếp tục tăng tại Việt Nam. Thưa quý vị, giá các mặt hàng xăng dầu tại Việt Nam tăng từ chiều ngày 8 tháng 5 theo quyết định do Bộ Công Thương Tài chính Cộng sản Việt Nam đưa ra. Theo bộ này, thì giá xăng dầu liên tục tăng trong các kỳ điều chỉnh giá trong thời gian gần đây. Và trong lần tăng này, giá của nhiều loại xăng được sử dụng nhiều nhất đã tăng 10% so với giai đoạn nửa đầu năm 2017. Theo nhận định, ngoài việc giá xăng tăng, thì giá của các loại dầu cũng đạt ở mức khá cao, đã tạo nên áp lực tăng cước vận tải khá lớn cho các doanh nghiệp vận tải. Một số doanh nghiệp cho rằng họ đang xem xét việc tăng 5% cước cơ bản. Một số nhà xe cũng cho biết đang xem xét lại việc tăng giá vé do tiêu hao xăng dầu không giảm được,
trong khi các loại chi phí bến bãi cũng tăng. Cũng tên liên quan, được biết nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn ở tỉnh Thanh Hóa vào hôm 8 tháng 5 cho biết đã cho xuất xưởng sản phẩm xăng A95 nhằm để đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng dầu đang tăng cao tại Việt Nam. Bản tin tiếp theo cho hay năng suất lao động của Việt Nam thấp nhất trong 9 nước Đông Bắc Á. Năng suất lao động của 9 nhóm ngành hàng tại Việt Nam ở mức gần hoặc là thấp nhất trong nhóm các nước Đông Bắc Á bao gồm Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia và Cambodia. Trong đó, 3 ngành bao gồm công nghiệp chế biến, xây dựng, vận tải kho bãi. Việt Nam còn thấp hơn cả Cambodia. Đó là kết quả do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VIETV đưa ra trong báo cáo thường niên kinh tế năm 2018 và được truyền thông nhà nước loan báo vào hôm ngày 8 tháng 5. Theo VIETV, chính sách tăng lương tối thiểu gần đây của chính phủ đã làm cho các doanh nghiệp tư nhân có khuynh hướng đối phó bằng cách cắt giảm lao động chính thức. Điều này làm giảm tốc độ tăng trưởng việc làm, suy giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Ngoài ra, trong báo cáo cũng đề cập đến chất lượng lao động tại Việt Nam. Hơn 60% lao động trẻ có trình độ trung học cơ sở và phổ thông lựa chọn làm việc cho các hộ kinh doanh cá thể hoặc lao động gia đình. Đây là khu vực được khoanh vùng là có năng suất lao động thấp. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam cùng với Thi Nhung và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.